Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống quanh ta còn rất nhiều những hoàn cảnh khổ đau. Kính mời anh chị em hãy cùng Caritas Thanh Hóa bước đi trên hành trình yêu thương để đem ủi an và sự trợ giúp đến cho những người bất hạnh này. Thôi, đây, đây đấy, đây đấy. Rồi, rồi ông ra đây ông. Ra đứng đây đi đâu? Rồi để cho bố đỡ con xuống đây đi. Không được. À đi được à? Ồ rồi. Được rồi. Ấy lại đi. Rồi. Rồi nhá, từ nay là có xe lăn đi rồi nhá. Chưa bố của cháu thì bị sao ông? Nhìn con thầy. Ồ anh bị tâm thần à? Vâng. Ừ, con bị nặng không? Anh Hải mới đi em đi. từ từ cứ để cho anh nói tự nhiên. Anh Hải mới chở đi bệnh viện. Vậy à? Bệnh viện tâm thần à? À. Vậy anh hay phải đi bệnh viện tâm thần à? Ồ, không một tháng phải đi một lần. Vâng. Vậy đây là con trai của anh á? Con đầu. À con đầu. Chứ anh chị được mấy cháu? Ba. Được ba. Nhưng mà có mình cháu này bị thôi à? Vâng. Có hai bố con thôi. À có hai bố con bị thôi à? Vâng. Chứ anh bị bệnh thì anh có làm được cái gì không? Không. Không làm được cái gì cả. Mà cứ một tháng phải đi bệnh viện một lần. Ồ, vậy à? Còn... rồi anh nhà bác tại vì là anh nhà bác em bác ngay là đi Hà Nội à vậy à mà đi Hà Nội rồi không đi không xuống bệnh viện tỉnh khám không việc nơi à không được nữa là... ừ. Anh bị cái u này à bị cái u trên đầu đó nha đúng không chị? Anh nói lung tung. Nói thật. Đi 27%. À 27%. Bị bệnh schizophrenia đó. Bệnh tâm thần phân liệt đó. Phân liệt thứ hai. Phân liệt 27%. nhưng mà có phá phách cái gì không? Hay quá hết. Phá hết. Ô vậy à? Tại sao lại đi phá đi? Lúc thần kinh lên lên. À, lúc thần kinh lên rồi bất chấp. Ừ. Các ông các bà phải đoàn xe dây. Ô vậy à? Ừ. Đấy cả bố cả mẹ. Ừ rồi, bố mẹ trả lại cái gì? Ô vậy à? Chứ chị có bị đánh không? Ô vợ. Vợ bị có bị nhiều trận đòn à? Ô. Tại sao lại đi đánh vợ mình? Anh lên biết thì mô mày. À. Chứ lâu lâu nào với lên cơn à? Cứ cả mô không ăn được. À. Là lên cơn. Lúc lên cơn là không biết cái gì hết. Không biết. Bố cũng đánh, mẹ cũng đánh, vợ cũng đánh, con cũng đánh. Cũng nguy hiểm nhá. Lên cứ nằm trong giường đỡ lại nhảy xuống đây bố. Phạch. À vậy à chứ bị cái đầu có bị sao không ngã xuống bố cái rồi đầu đấy đang biểu là bị u gì nhỉ nó biểu bọc nhưng mà phải cắt hết tóc à u bọc và cắt hết tóc chứ còn con trai thì không đi bình thường được nha không. Đi tật, đi từ bé đó, từ bẩm sinh. Nặng hơn con Bình. À, vậy à, nặng hơn con Bình. Con Bình còn đi được. Vâng. Nấu ăn được, ừ. Thằng đi tắm rửa rồi nước. Phải lùa hết. Dạ, ông bà phải giúp cho cháu cả. Bố già làm được, mẹ đi làm.
Thế rồi Nhưng mà anh hỏi hắn cái gì là tỷ nữa nhớ hết đấy. À, nhớ hết. À. Tên con tên gì? Tên gì? Cái gì? Tên gì? Tâm á. Anh Tâm nha. Tâm mấy tuổi rồi? Không nhớ, không biết nha. Nhớ. 22 rồi. À 24. Tâm 24 à. Tâm có đi làm được cái gì không? Không. Không biết cắm cơm nha. Vậy là thua con Bình à? Không biết làm gì cả. À. Cơm hôm qua phải phục vụ. À ông bà phải phục vụ. Chơi bát hết. À. Thức ăn mới ăn được. À. Ngày 3 bữa. Vâng. Chứ hôm nay có xe lăn này có vui không? Hôm nay cha cho xe lăn nhé. Đây là cha đạo bên nhà thờ. Vâng. Em biết rồi. Có biết không? Biết rồi. Biết làm sao nào? Biết gì nào? Biết từ bữa bên nhà anh Bình ra, từ bữa làm nhà. À, hôm trước cha làm nhà cho nhà con Bình nữa. Vâng. Đúng không? Nhà. Vậy thì đâu phải tâm thần đâu. Không. Nhiều lúc là quên. Còn nhiều lúc nhớ. À, chỉ khi nào mà lên cơn thì mới quên thôi nha. Còn nếu không lên cơn thì vẫn nhớ nha. Tâm thần mà lại biết nhớ cả cha thì làm sao phải tâm thần được nha. Thế chị anh hay đánh lắm à? À. Đánh suốt. Hay chúa thôi, đánh suốt. Chứ không thương vợ à? Không thương vợ à? Này, hỏi anh không thương vợ à? Không thương vợ tại sao lại lấy vợ? Lấy vợ lúc nó anh khác. Anh khác. Trời ơi, bị bệnh rồi. À, bị bệnh rồi. Ừ. Thôi đúng là vợ mình khổ cả đời thế này nhá. Thương vợ một tí nhá. Từ nay anh đừng có đánh vợ nữa nhá. Anh nhiều bà chưa ra được. À, vậy à? Anh nhiều cứ tóc không quần luôn lùi như này. Khổ. Chứ chị không chạy đi à? Chạy là như quấn tóc và như giấm tóc thì chạy sao được. Ồ, vậy à? Muốn chạy. Ừ. Những lúc đó chị làm sao? Chịu. Nằm đó la rồi, lúc đó anh thả ra rồi chạy. À. Rồi đi thôi. Chứ ông cũng bị đánh à? Ôi, rồi đánh chứ ra tôi chữa là không được. Tóc cũng ấy mà tôi phải bế cái tay buông được tóc vợ rồi. Vâng, vâng. Thương con dâu nó mà thương bén khỏe lắm. Khỏe hơn các ông các bà. À. Anh ta khỏe lắm mà. Đúng rồi, bởi vì người tâm thần mà khi lên cơn á, lên cơn á là cái sức của họ nó phi thường á, sức nó khỏe một cách đặc biệt đó. Chết thôi, từ nay đừng có đánh vợ nữa nha. Xin anh đó nha. Lên cơn là chịu không quản được. À. Nằm chung giường một khi ra đây. À. Lúc đó là như một cái gì đó nha, không còn phải là người nữa đó. Ừ. Đến lúc xuống bệnh viện người ta nói với biết không à. Đêm nằm cứ thấy ừ. Tình thế người chết không à, vậy à, cứ là lao ra đây này ừ. Sưng hết cả mặt mày nữa mà ừ. Đó là tâm thần phân liệt đó, cứ nghĩ là mình thấy cái người chết với lại và... có ai đó đang đuổi mình với lại đang dọa giết mình với lại đang hại mình đúng không? Đúng rồi. Đang đuổi mình đó, cho nên là mình chạy nha. Đó là tâm chạy lao bất kể là mồ mày. Ừ. Đó. Lao xuống đây. À. Đó là tâm thần phân liệt đó. Tâm thần phân liệt đó. Vâng. Ồ vậy à? Đều sang bên nhà bên kia luôn. Chết thì phải chắc phải đi ảnh đi chạy đi hay là mình đi chữa đi chạy nhiều lần rồi. Ồ, cũng đi chạy rồi. Ừ. Vâng, vâng. Vâng. Ừ. Ừ. Vậy ông có thương con dâu không? Ôi, có thương nó mới ở đây, ông không thương nó bỏ đi rồi. Vâng. Tách vậy đi rồi, ở với chồng này với con này thì bỏ đi. Vâng. Có tâm nữa anh ạ. Vâng, đúng rồi. Có tâm với nhìn, ba đứa con ấy. Nhìn cái khuôn mặt của chị biết là chị rất là có tâm, rất là phúc hậu đó.
chịu đựng nha. Chịu đựng thương con. Con với chồng ấy, chồng không làm gì được một hào một xu gì cái con không gì. Ông vâng. Bà phải nuôi đỡ cho. Giá ra là bị bẩm sinh ấy. Đó thì cũng đi hết đây hết. À. Đi từ từ tỉnh đến trung ương. Chồng em đó là bị là cách đây từ cái năm nữa là đến năm nay là 10 năm rồi anh. Cái năm đầu nữa thì còn đỏ là đi viện liền này còn đỏ rồi nhưng mà vâng. Năm 6 năm nay là ừ. Đi, thôi. Em đi làm về thậm chí là khổ ngay đó. Ừ. Đúng là suốt cả một đời khổ vì chồng, khổ vì con nha. Người ta lấy chồng người ta cũng mong có người chồng khỏe mạnh, bình thường, yêu thương mình. Đằng này chồng của mình thì lại bệnh tật như vậy. Rồi lúc mà lên cơn thì lại đánh đập mình như vậy. Thì đúng là có phải người khác ấy, là người ta bỏ của chạy lấy người đó. Mà chị là không bỏ nha. À. Bây giờ em mà bố em đi á, lại trời, lại cha chứ không may anh cũng rằng anh cứ chết đi nên người ta lại hỏi là mày á, bố con mày phải đi thì cho nó chết. À. Nên em không đi được. Ừ, không đi được. Thế là cả nhỏ, cả ông, cả bà chăm sóc lắm. Ông bà trông cho em đi làm. À. Chứ không có một mình em thì chắc chẳng nuôi được mấy đứa con. Vâng. Cả chồng nữa. Nuôi cả chồng nữa. Rồi khi mà chồng đánh mình như vậy thì mình làm sao? Tiêu cực lắm chứ tiêu anh. Cực, nhưng mà mình cũng phải vượt qua để sống vì quân. Ừ. Ừ. Lúc đó có giận chồng không? Cũng tức chứ. Tức chứ, đúng rồi. Mình mình là vợ, mình là thế nọ thế kia đó mà. Đấy. Rồi, được đi học. Đó. Đấy mà trả thương mình là đánh đập mình như vậy nha. Nhưng mà đúng là phải rất là cảm phục chị đấy. Ừ, như lúc nãy nói đó là có phải người khác người ta bỏ ta đi lâu rồi. Ừ, chứ chả chịu đựng được như vậy đâu. Nhưng mà chị vì con mà chị vượt qua tất cả đúng không? Chịu đựng tất cả. Thì đúng là thán phục chị đấy. Rất là khâm phục chị nhá. Cố gắng chị nhá. Chứ ông bố chồng mà thấy con dâu như vậy có thương đứt ruột ra không? Nói đến bây giờ năm nay họ 80 đang phải đi chủ nhiệm đi phục vụ cho quân hết đấy. Ăn đúng ban ngày. Ừ. Bữa ăn là phải phục vụ cho thằng ngày hai lần cưới. Vâng. Chầm dọc mua ăn cho ăn. Vâng. Đấy. Chứ không không có ông bà thì chắc là. Ừ. Cái này tính cái tâm với thằng chồng với thằng con thế này thì. Ừ. Người phụ nữ không có tâm thì đúng rồi ta bỏ ta đi thôi đó cho nên chị vợ rất là không không có tâm thì chị đi lâu rồi đấy nha. À. Chị rất là người rất là có tâm, rất là thán phục chị, cảm phục chị nhá. Rồi ông có thương con dâu không? Có cái không thương đến đi thôi, thương đứt ruột ra nha. Vâng. À. Chứ con nó còn lôi cả ông đánh à? Đánh chứ, tôi nhiều lần đoàn lắm rồi. À anh phải đi bệnh viện. Ồ vậy à. Ừ. Lấm cho mình cái liền chứ muốn lấm cho ông vài cái còn chết. Vâng vâng. Ừ. Thế thì mình người ta con mình con người ta thì thế nọ thế kia, con mình thì như vậy. À. Thì ông có tiêu cực không? Tôi nói thưa thầy, thầy với lại các anh ấy, nếu không hai chữ đáng tin. Ừ. Chỗ tách đi chỗ nào ấy. À. Con người ta làm cửa làm nhà, con cứ làm xây viên gạch. Đó. Ông bà tạo hết đất có mặt con đâu, chứ không một viên gạch, chứ không một hào su mỏ để kiến thiết trong cái. Vâng, vâng, vâng. Đấy. Đấy, cho nên thôi, đúng thôi, nó là con mình. Nó là con này. Nó là con mình biết sao được nha. Cho nên tần tạo đủ cái trò. Thôi, từ nay cố gắng nhá. Ừ, mỗi khi lên cơn nữa, nhưng mà khi lên cơn rồi đâu biết gì được nó đâu nha. Không biết. Không biết một cái gì nữa. Yeah. Không biết. Ừ, rồi. Hôm nay đây là cha thường nhé, cha đạo bên nhà thờ nhé. Rồi thấy cái hoàn cảnh của gia đình đúng là một cái câu chuyện là rất là buồn trong gia đình của mình. Mà khi mà một gia đình mà có hai người bệnh tật như vậy thì rất là khó khăn. Cho nên là cũng buồn nhưng mà cũng cảm thấy rất là cảm phục chị, một người vợ, một người mẹ dám hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả để lo cho chồng, cho con bệnh tật như vậy, bao nhiêu những cái cực hình nhưng mà chị sẵn sàng chị đón nhận tất cả để rồi
được ở bên chồng bên con nhé. Thì hôm nay cha đem đến cho cháu Tâm một cái chiếc xe lăn nhé. Đấy, chiếc xe lăn này là xe lăn của Ca Sát Sanh Hóa để giúp cho con từ nay có xe lăn để đi nhá. Rồi, với lại có một ít ít quà nhá cho gia đình. Đấy, có mì nhá. Thế đấy, có ít tiền để giúp cho chị nhá. Tiền của các ân nhân của Ca Sát Sanh Hóa giúp đỡ cho gia đình của chị nhá. Và chị có đôi lời. Rồi chúc cho chị luôn luôn can đảm nhé, can đảm để rồi mình giúp cho chồng cho con nhé, chồng con mình cần đến mình nhé. Như lúc nãy chị nói đó, chị đi rồi không biết là con ở lại nó như thế nào, cho nên là chị không thể đi được. Thì thôi thì chị cố gắng nhé, ở bên cạnh chồng bên cạnh con nhé. Rồi chúc cho anh năm mới là anh được khỏe mạnh, bớt bệnh đi nhé. Bớt bệnh đấy rồi. Được rồi. Vâng. Uống nước. Rồi, được rồi. Thì cầu xin để cho anh năm mới được khỏi bệnh nhá. Để không có lên cơn nữa. Thế rồi yêu thương vợ con nhá. Rồi. Chúc cho ông luôn khỏe nhau nhá. Vâng. Để cho ông được nhiều sức khỏe. Để ăn dưỡng cái tuổi già. Bên con bên cháu nhá. Cảm ơn. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi chúc cho Tâm khỏe nhá. Bớt bệnh đi nhá, được khỏe mạnh nhá. Cảm ơn ông thầy đi. Cảm ơn cha. Cảm ơn ta. Ừ, đấy nhá, cảm ơn Tâm nhá. Chứ cháu nó không có vệ sinh cái gì được cả cái ấy. Ông phải lo hết á. Ông bà phải lo đấy. Đây là gia đình. Vâng. Đây là bà về đây ạ. Vâng. Đây là bà. Bà nội đó. À, đây bà nội nuôi cháu Tâm nhá. Nuôi từ bé đến giờ đó. Lúc đó chưa được 3 tuổi đến giờ. Ồ, chưa được 3 tuổi đến bây giờ. Ừ. Đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia rồi chết rồi chi. Nhưng mà trời đúng là bà cứ chồng về cháu ăn là cứ bị ông nội với người mẹ cháu cứ bà chồng cháu và không cho người cháu quài mất. Vâng. Đó thì bà chăm cháu mới được như vậy đó nha. Ông quá thiệt thòi. Cháu thiệt thòi lắm. Vâng, thì hôm nay đến thăm cháu thì có chiếc xe lăn cho cháu nhá. Đấy, có quà, có ít tiền giúp đỡ cho cháu. Quan tâm đến cháu thì vâng. Đỡ phần, vâng. Phần cái nặng. Chứ bà có bị con trai nó đánh không? Không. Không. Bà cũng không đánh hắn mà hắn cũng không đánh. À, vậy là nó thương bà đó. Nhờ, thương bà chỉ đánh ông thôi. Đánh ông đánh vợ thôi. Rồi thương bà cũng khôn đó nha. Ông cũng không đánh. À. Nói thật, vật ông nếu mà còn bà là không. À chị. Cũng không đánh, không đánh chị. Chỉ có vật ông thôi, vật ông thôi. Những cái lúc mà lên cơn như là người yêu. Đúng rồi, lúc đó là bệnh. Thôi chứ bình thường thì ai đánh đúng không? Yeah. Thôi rồi chúc cho ông bà gia đình năm mới được nhiều sức khỏe nhá. Nhiều niềm vui nhá. Rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Từ thiện là đội từ thiện, có hội từ thiện là bữa trưa chùa. Ở bên nhà thờ. Tòa giám mục Thanh Hóa. Vâng, bên tòa giám mục Thanh Hóa. Không quen lắm. Vâng. Đến là bữa chút quà. Vâng. Gia đình ơi, ơi, đây đây là bà nghe có gì à? Đâu? Không nghe thấy à? Mắt cũng không thấy, mắt cũng không thấy luôn. Thế bà không thấy thì bà làm sao nấu cơm được? Đây thì xấu. Đây, không được nhưng mà. Đây là chị Tống Thị Nguyễn. Chứ chị cái tay của chị là sao mà lại? Một nữ người. Ồ, vậy à? Bị bại liệt, bán thân. Ồ, từ 10 tuổi là bị như vậy rồi. Thực nguyện. Ồ, vậy à. Không bị, có lên có mụn á, mụn á. Bây giờ là cái tay này không làm cái gì nó. Một nữ người. Vâng. Mắt là vâng.
chân một bên như cho đầu đấy, cái chân bên này hạnh cứ đi ra đầu nước cứ cạn là bắt đầu đi cái trái nó trời trời có bị cao nhiều cao lắm cao như vậy mà mua thì cái thằng ông già là ông bây giờ lại đi là đi ông đang 90 tuổi, ông đang nằm ốm liền miên. Thế thì cô báo cáo với các cô chú là nhà thì gia đình thì có một anh Nhà cha mình chết rồi. Ừ. Chết rồi. Ồ. Mà vợ con thì mấy năm nay đến hơn 10 năm nay không phải bữa. Còn một anh thứ hai thì cũng vừa mất cách đây 2 năm. Còn anh thứ ba thì là nói chung là nó lắm. Nên là chờ em lúc đây thì nuôi ông bà. À. Cứ gia đình khó khăn nhỉ, rất là khó khăn. Nhưng mà cái tay này thì cái chân này tập phải. Ôi đuối lắm. Đi mà cô bắt đầu đã. Bị ngã đó, bị ngã một tí nữa chết đó. Đây này, cái cô này tại sao lại giới thiệu cho cha đến đây này? Vâng đúng rồi ạ. Tại sao? Dạ con thấy hoàn cảnh của các gia đình ở quê con cũng khó khăn ạ. Thấy cha cũng đăng lên mấy bài là con xin cho ở quê thầy ạ. Đây có phải là cái gì nhỉ? Đai, có phải là Facebook nhắn tin rồi cha qua Facebook đúng không? À đấy. Tôi cha hứa từ lâu rồi nhưng mà hôm nay mới về được đấy nhá. Hơn 2 tháng cho nên là hôm vừa rồi nhắc khéo cha đó. Là bảo là hết bận chưa? Về được chưa đó? À thì hôm nay mới về được cái này. Vâng. Bố quân đang nằm ở trên tê. Lý do mà tôi biết nhà này bởi vì là cái cô này có nhắn tin cho tôi ở trên Facebook thì tôi mới biết được. Đó. Cảm ơn nhá. Cảm ơn. Rồi. Nhìn thấy cái nỗi khổ. Chứ chỉ có đi lập gia đình không nhỉ? Không. À. Một mình ngon nuôi ông nuôi bà. Thôi ở vậy mà nuôi ông nuôi bà. Ở vậy cho khỏe nhá. Đi lấy chồng khổ lắm. Các cha các sơ đây cũng ở độc thân như vậy. Vâng, năm 960 rồi. Vâng. Nhưng mà xong. Không thấy cái gì nữa nha. Bố hồng đào nữa. À, bị liệt nửa người. Chứ ở sống độc thân vậy nó có buồn không? À vâng. À, tức là còn có ông có bạn á. Ở đây các cha đây cũng đi tu đây này. Các sơ cũng đi tu cũng vò võ một mình nữa nhưng mà cũng không thấy buồn. À. Rồi. Nó chia sẻ cho vui lên thôi nhá. Rồi thì hôm nay á thì các cha bên nhà thờ nhá, các sơ nhá. Thế bên mặt trận địa phương ở đây nữa đến thăm gia đình nhá. Thì có quà trước hết là có thùng mì này. Sở nhiệm có cái gì sở nhiệm? Mang bên biến này, con bà nhá. Bà ơi. Mắt ông cho bà này khoán nhá. Được rồi. Đó mì có hồng cam, hồng em supply nha. Bà, cha bà, à ông rồi. Được rồi. Thế rồi. Cứ lo cho mình không lo, lo cho ông. À, rồi. Còn ông. Rồi. Rồi, đây là cái lọ dầu gió nha. Cái dầu gió đây là nó quý, là quý vô cùng luôn đó. À. Hai bị đau này bắt nhất là chị hay đi mò gọi là đi bắt quái hả chị? Mò cua bắt ốc. Hay bị ngã. Ừ. Đi mà đau đấy là chị mua
Đó, đây là cái loại dầu mà gửi từ bên bên nửa vòng trái đất về đây cho chị nha. Vâng. Cho bà, cho ông bà với chị. Vâng. Dầu của Singapore nhưng mà họ xuất sang bên Mỹ đó, rồi từ bên Mỹ gửi về. Đây là của cô Quy ở bên nhân của Alazaro nha. Sở còn ngoài ra thì cũng có 3 triệu đồng giúp đỡ cho gia đình của chị đây nhá. À, đây là của nhà hàng Lẩu Đại Nam, nhà hàng Lẩu Đại Nam, rồi của chị Lê Tâm ở Ngọc Sơn, rồi của chị Hồng ở bên Sydney, bên Úc, rồi của anh Đinh Văn Thoại nhá, ở trong Bình Dương, các ân nhân. Rồi. Cảm ơn các ân nhân đã thương đúng không? Vui hoàn cảnh của chị với cả ông bà để chia sẻ với chị. Hy vọng rằng chị với ông bà sẽ được nhiều người yêu thương hơn, để chia sẻ cuộc sống để cho chị với bớt bớt bị bin đi, bắt qua các chị cảm ơn. Để có sức để chăm bà với ông. Rồi hôm nay thấy các cha các sơ đến thăm rồi có vui không? Vui. Thấy các cha các sơ sao có xấu rồi ế rồi bị đi tu không? cha ngày xưa cha ế cho nên cha phải đi tu đó à, chứ. Rồi cảm ơn vâng rồi cảm ơn các ân nhân của Cai Tát Sanh Hóa đã thương giúp đỡ cho gia đình vâng vâng rồi đây này hôm nay mãi rồi đợi mãi rồi cha cuối cùng cha cũng đến rồi thì lâu lâu nay cứ gặp cha trên trên Facebook thì hôm nay gặp người đời này nha nhà đẹp cha trên Facebook rồi. Hôm nay cha cũng vui bởi vì được người khen cho đẹp, ngoài đời đẹp hơn trên Facebook. Rồi, cảm ơn tất cả các ân nhân của Cai Tát Sanh Hóa thường giúp đỡ cho gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn này. Đợi nhà đợi quá, chả có cái gì, có hai cái quan tài thôi, để chuẩn bị sẵn rồi. Hai cái cỗ quan tài. Bà mù chả biết gì nữa. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.